năm họ đã gửi tại xưởng quay mới trở về. Thế là biết từ trước đúng không anh? Ờ, rồi anh biết từ trước rồi, anh biết cơ sở của mình nó cũng tương đối là uy tín và chất lượng, thì anh sẽ đặt ở đấy mà. Dạ, anh cũng xem qua rồi. Cảm ơn cơ sở nhá. Dạ vâng, hôm nay em bàn anh em bắt tay cái. Ok, cảm ơn anh nhá. Chào nhá. Anh tên là gì anh nhỉ? Tên là Hà Văn Vinh, Bình Nguyệt. Anh Bình Nguyệt. Ở chỗ này là cái địa chỉ là Quân Sơn Hùng, Thanh Sơn Phú Thọ. Quân Sơn Hùng, Thanh Sơn Phú Thọ. Còn anh tên thì anh quên này. Anh tên là Bình. Anh Bình, vâng. Bình Nguyệt. Vâng. Thì cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào bác nhá. Hiện tại chúng tôi đang có mặt tại gia đình nhà anh Bình ở tại khu Quân, xã Sơn Hùng, Thanh Sơn, Phú Thọ. Đây, trước mặt là của nhà anh thì là hôm nay là bên xưởng của nhà em mình có đến và bàn giao gia đình nhà anh là một chiếc sập ở phía bên trong đây. Thì em đã quay lại cái video clip làm kỷ niệm với anh Bình cũng như là gia đình. Đây, trước mặt quý vị đây là hình ảnh tổng thể của sập đây. Được, không có gì. Đây là một chiếc sập gỗ hương có kích thước là 1m8 x 2m2, chất liệu gỗ hương đá và sập là mẫu sập trơn trọn vân. Đây, để tôi có lướt qua một vài hình ảnh về chi tiết của chiếc sập để cho quý vị xem và tham khảo. Cái gỗ hương đá này là anh đã chọn lâu lắm rồi đấy, chọn cách khoảng nửa năm. Họ đã gửi tại xưởng quay mới trở về. Thế là biết từ trước đúng không anh? Ờ, rồi anh biết từ trước rồi, anh biết cơ sở của mình nó cũng tương đối là uy tín và chất lượng. Anh cũng xem qua rồi. Cảm ơn cơ sở nhá. Dạ vâng, hôm nay em bàn anh em bắt tay cái. Ok, cảm ơn anh nhá. Chào nhá. Đây, tiếp tục. Đây là qua nhà trường Sơn. Vâng. Đúng rồi, nhà rất to đấy. Nhà đẹp. Đây quý vị này, chiếc cái sập này thì có kích là mặt sập 2 lá và ván dày 2 phân cũng như là vân gỗ là tự nhiên. Bốn phần dạ sập này là dày 10cm này, chân 24. Vân gỗ tự nhiên, vân gỗ rất là đẹp. Hoàn thiện là bóng rồi. À, toàn bộ sập là cổ liền vị nhá. Sập cổ liền, tức là chỉ bên trong. Anh lấy thêm một bộ gỗ tần để hoàng quay sơ qua nữa. Đây. Thì bên ngoài còn có bộ ghế tần để hoàng ấy, nhưng mà đang dọn nhà, hôm nay chắc đang dọn nhà nên là để tại ngoài đúng không anh? Bên trong này có bộ đồ thờ cũng như là cái không gian phòng khách này. Ngày mai kia mình lắp thêm bộ cuốn thư câu đối nữa. Ok. Thì là tuyệt vời luôn. Chú là đến một vài năm khi nào hoàn thiện xong anh sẽ lắp. Vâng, hoàn thiện lắp vào bộ đồ thờ cuốn thư câu đối nữa thì là sang trọng luôn. Tôi lộc bình hai bên nữa thì hết ý. Vâng. Ok nhé, mọi người có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp đấy bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Số điện thoại là 0987 510 86, website là đồ gỗ tùng8.com, cơ sở địa chỉ tại xã Văn Cúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Ok mọi người nhé, mọi người quan tâm thì yêu mến hãy bấm like và đăng ký kênh để theo dõi những cái clip mới ở bên xưởng. Ok, xin chào mọi người.